Trong ngày đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội, người dân được tham gia các hoạt động ngoài trời như tập thể dục, tắm biển, khiến không khí tại thành phố trở nên nhộn nhịp hơn. Từ sáng sớm, người dân tại thành phố đã ra biển để tập thể dục, tắm biển sau hơn một tháng hoạt động này bị cấm để đảm bảo an toàn phòng dịch. Với người dân Đà Nẵng thì tắm biển buổi sáng gần như đã trở thành thói quen, nên việc thành phố cho phép người dân được tắm biển khiến cho tâm lý người dân rất phấn khởi. Còn trên các tuyến phố, nhiều quán điểm tâm sáng, quán cà phê cũng đã trở lại hoạt động bình thường. Bên cạnh các hoạt động được nới lỏng, thành phố cũng yêu cầu người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc, không được tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.